Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài số 8 ở trong chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Ở trong bài số 7 là bài trước chúng ta đã tập đọc các số từ số 0 cho tới số 100. Và trong bài này là bài số 8, chúng ta sẽ đọc tập những cái số từ số 100 trở đi tới con số to nhất. Và trước khi đọc từ những con số từ 100 trở đi, chúng ta cần ôn lại từ 0 cho tới 100, bởi vì những cái gì mà chúng ta cần phát âm, những cái gì mà chúng ta cần biết về các quy tắc đọc nối thì nó cũng sẽ áp dụng ở trong cái cách đọc từ con số 100 trở đi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và tôi xin nhắn nhủ lại là ở trong từ số 0 cho tới số 10 này có một số các cái trường hợp chúng ta cần phải phát âm cho nó đúng để chúng ta có thể dùng ở trong các cái trường hợp sau. Chẳng hạn như là trois thì không phát âm cái từ S cuối, quatre, cinq thì lại phải phát âm cho người ta nghe được cái âm Q, cinq, six phải cho thấy được cái âm S, neuf phải cho thấy được cái âm F, và số 10, dix, phải cho thấy được cái âm sở. Như vậy số 6 và số 10 phát âm giống nhau, six, this, và chúng ta đọc lại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this. Và con số 7 chúng ta cũng không có ngậm miệng lại, set, bỏ qua cái từ P, set. Từ khoảng 10 cho tới 20, chúng ta có một đoạn gồm có 6 chữ số mà chúng ta phải học thuộc lòng bởi vì nó bất quy tắc. Số 10 là 10, số 11 là 11, số 12 là 12, số 13 là 13, số 14 là 14, số 15 là 15, số 16 là 16. Và từ 17 trở đi thì nó trở thành có quy tắc 17 tức là 10 với 7, 18 là 10 với 8, 19 là 10 với 9. 17, 18, 19. Và trong này chúng ta đã nhớ là có 6 con số đặc biệt chúng ta phải nhớ, phải học thuộc lòng. Và một trường hợp phát âm là khi gặp con số 8 thì chúng ta phải đọc nối 18. Trong đoạn từ 20 cho tới 30 chúng ta cần nhớ các quy tắc sau để chúng ta có thể áp dụng vào trong các cái đoạn khác. 20 là vingt. 21 là 21, chúng ta có chữ E là và phải đọc nối 21. 22 thì lại bỏ chữ E đi và có cái gạch nối. 23 cũng bỏ E đi và có cái gạch nối và cứ tiếp tục cho tới cuối. Và đặc biệt là tới số 8 chúng ta cũng phải đọc nối giống như là 18 lúc nãy. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Như vậy chúng ta thấy ở trong các cái đoạn sau này chúng ta vẫn phải phát âm giống có theo cái quy tắc giống như là đơn vị hàng chục đó. Tức là 5 chúng ta phải cho thấy âm Q này, 6 phải cho thấy âm S này, rồi 7 chúng ta không phát âm ký tự P này, 9 phải cho thấy cái âm F. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Và tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta vẫn thấy là đơn vị thêm 1 thì có E và đọc nối. Từ 2 trở đi thì không có E và có gạch nối. Và số 8 thì chúng ta phải đọc nối 31, 38. 40 là 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
60 tức là 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ở đây chúng ta thấy nó chuyển qua một cái giai đoạn mới và đặc biệt bất quy tắc. Chúng ta đếm từ 61 cho tới 69 thì chúng ta thấy là 60 với 1, với 2, với 3, với 4, với 5, với 6, 7, 8, 9. Và qua tới 70 thì là với 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tức là 60 cộng với 9, 60 cộng với 10, 60 cộng 11, 60 cộng 12. Như vậy nếu chúng ta học kỹ cái đoạn từ 10 cho tới cái chọn đoạn bất quy tắc cho tới 19 thì chúng ta ráp vào đây nó sẽ ra là 70 cho tới 79. Bây giờ chúng ta đọc lại từ số 65 nhé, để cho nó đi theo một cái trật tự đi theo tới cuối cho tới 79 nhé. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Như vậy chúng ta thấy nó vẫn theo cái quy tắc là thêm đơn vị này thì phải có E. Đơn vị 1 tức là 11 phải có E. Và tới 18 thì chúng ta cũng phải đọc nối. Như vậy từ 70 cho tới 79 là bất quy tắc. Người ta không nói con số 7 như là trong tiếng Việt Nam hay là trong tiếng Anh, mà người ta dùng 60 cộng với 10, với 11, với 12, vân vân cho tới số 19. Và nhảy qua từ số 80 trở đi, nó cũng là một cái đoạn bất quy tắc. 80 là 4 lần 20, 4 là 4, 20 là 20, 4 và 20, 4 lần 20. 81 thì ở đây không có chữ E, vẫn là cái gạch nối. Nhưng mà chúng ta để ý, 80, 4 và 20 thì có S, trong khi 81 thì cái chữ va này không có S, do bởi có một cái quy tắc là khi đi sau chữ số va và còn một cái chữ số nữa, đây là con số 1, thì không bỏ mất cái S. Và từ đây trở đi như vậy, bởi vì phía sau nó còn một cái chữ số khác, thì theo quy tắc là nó mất cái S rồi đi. Để chúng ta nói lại, 80 là 4 lần 20, đương nhiên là phải có S, bởi vì 4 cái 20, nhưng mà 4 cái 20 cộng với 1, phía sau này nó có một cái đơn vị chữ số nữa, thì cái S này biến mất và sẽ dùng cho các cái đoạn phía sau cũng như vậy. Chúng ta đọc 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Như vậy trong cái đoạn này này thì chúng ta thấy có một cái ba cái điều chúng ta cần để ý. 4 lần 20 thì phải có S, nhưng mà qua đơn vị 1 thì 1, 2, 3, 4 trở đi thì nó mất cái S, tức là theo quy tắc là sau con số 20, chữ V này, nếu còn một chữ số nữa thì không để chữ S. Đó là chuyện thứ hai cần để ý. Và khi chúng ta thêm đơn vị 1 thì không có chữ E. Từ 21 cho tới 71 thì có E, tới 81 thì không còn E nữa. 81, 82. Ở đây chúng ta thấy là chẳng hạn như chúng ta đọc từ 87 đổ đi nhé. 87 là 4 lần 20 cộng với 7. 88 là 88, 4 lần 20 cộng với 8. 89 là 4 lần 20 cộng với 9. 87, 88, 89. Tới 90 thì là 90. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trở đi. Và chúng ta lại gặp trường hợp giống như là 70 đó. 90 và chúng ta vẫn theo quy tắc là 80 này không còn S nữa. 90 là 4 lần 20 cộng với 10. 91 ở đây không có E. 4 lần 20 cộng với 11. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ở đây chúng ta vẫn để ý là 98 là 4 lần 20 cộng với 18, là con số 18 có đọc nối. Như vậy chúng ta thấy là suốt từ số 28 cho tới 98 thì cứ tới con số 8 là chúng ta phải đọc nối. 18, 18, 28, 28, 38, 38, vân vân.
cho tới 88 Catherine Tweed và 98 Catherine Isis tới con số 8 thì chúng ta bắt buộc phải đọc nối. Và chúng ta đã đi tới con số 100. Con số 100 là song. Từ đây trở đi là nội dung của bài số 8 này. Chúng ta để ý con số 100 nhé. 100 thì tiếng Pháp là song, không phải là sen như trong tiếng Anh nhé. Nó là song, song. Và ở trong tiếng Việt thì để là 100. Ở trong tiếng Anh là 100. Ở trong tiếng Pháp nó không có 1. 100 là song. 101, song A, không có gạch nối. Song 2, song 3, song 4. Cứ như vậy mà đi cho tới 110, song 10. 120, song 20. 130, song 30. 140, song 40. 150, song 50. 160, song 60. 170, song 70. 180, song 80, có S. 190, song 90. Ở chỗ vai này không có S bởi vì phía sau nó còn một chữ số nữa. Như vậy quy tắc ở trong từ con số 100 này cho tới 199 nó là cái gì ạ? Thứ nhất là 100 theo tiếng Việt, theo tiếng Anh thì ở đây trong tiếng Pháp không có chữ 1. Đó là chuyện thứ nhất chúng ta cần để ý. Chuyện thứ hai chúng ta cần để ý là khi sau 100 thêm bất cứ cái gì thì chúng ta lại dùng từ số 1 cho tới số 99 như chúng ta đã học và không có gạch nối. Ai đưa thoa cát xanh xí xét quýt nợp đít ôn đu stress. Chúng ta đọc ở trong cái đoạn trước đó, ở trong cái bài số 7 đó, từ 0 cho tới 99 như thế nào thì bây giờ chúng ta cứ ghép với cái con số 100 xong ai xong đưa xong thoa xong cát thì nó sẽ ra. Như vậy nguyên cái đoạn này là cái bài chúng ta đã học ở trong bài số 7 và bây giờ ghép với 100 thì nó sẽ ra như vậy. Ghép với 200 thì chúng ta thấy 2 là số nhiều thì đơ song có S. Nhưng mà đơ song A thì lại không có S. Theo quy tắc trên là sau cái chữ song này, phía sau nó còn một chữ số nữa thì mất cái S đi. Đơ song thì có S, đơ song A thì không có S. Do bởi đường trước, đường sau nó còn một cái chữ số nữa. Đơ song đơ, đơ song qua, đơ song cát. Và chúng ta lại áp dụng như con số chúng ta đã học từ số 1 cho tới số 99. Ở đây chúng ta chỉ để ý là 200 thì có S và kế tiếp thì lại không có S. 300 cũng như vậy, 300 thì có S và từ 301 trở đi thì lại giống như 201 trở đi. Nó mất cái S ở chỗ này và chúng ta cũng dùng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho tới 99. 400, 400 có S. 401, 401, 402, 403, vân vân. Con số 500, xanh song có S bởi vì nó là 5 lần 100. 501, xanh song A, xanh song D, vân vân. Ở chỗ này lại mất chữ S giống như quy tắc ở bên trên. 600 thì đương nhiên là có S bởi vì nó là 6 lần 100. 6 con số 100 thì có S. Nhưng mà 601 thì lại mất cái S bởi phía sau nó có một cái chữ số. 601, 602, 603, 604. 700 cũng như vậy. 7 là set, 100 là song, set song, set song A, set song D. 800, 800, 800 A, 800 D, 800 3, vân vân. Tới số 900, 9 là 9, 100 là song, 9 song có S. 901, 9 song A thì lại không có, 9 song D không có. Cứ như vậy. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái đoạn từ 100 cho tới 900 chúng ta cần nhớ những cái điều như. Điều thứ nhất chúng ta cần nhớ là con số 100 này thì trong tiếng Việt nó có chữ 1, trong tiếng Anh nó có chữ 1, trong tiếng Pháp không hề có. 100 là song. Và chúng ta cứ kế tiếp chúng ta cứ thêm các cái chữ mà chúng ta học từ số 1 tới số 99 và không có E và cũng không có gạch nối. Rồi tới con số 200 thì chúng ta thấy 200 là số nhiều thì phải có S. Nhưng mà 201 trở đi thì lại không có S bởi vì phía sau nó có một chữ số nữa. Cứ tiếp tục như vậy cho tới con số 900. 900 thì có S. 900 thì là số nhiều thì có S. Nhưng mà 901 trở đi thì chúng ta thấy chữ sau này lại mất S đi bởi vì sau đó nó còn một chữ số nữa. Như vậy chúng ta đã học xong từ con số 100 tới con số 999. Và bây giờ chúng ta bước qua hàng ngàn. Thì cái chữ ngàn là một cái chữ rất là đặc biệt ở trong tiếng Pháp. Thứ nhất là nó cũng không có
một giống như ở trong tiếng Việt và trong tiếng Anh. Trong tiếng Việt đọc con số này là 1.000, trong tiếng Anh đọc con số này là 1.000, nhưng mà trong tiếng Pháp chỉ đọc là mille, không có số 1 ở đây. Đó là điều chúng ta đặc biệt. Thứ nhất là không có số 1 ở đây. Và điều đặc biệt thứ hai chúng ta rất cần quan tâm, cái chữ mille là một cái chữ không bao giờ có số nhiều. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 cho tới 999.000 thì chữ mille là nó vẫn là như vậy. Như chúng ta đã nói, cái con số 1.000 này, thứ nhất là nó không có chữ 1. Thứ hai, con số 1.000 này là một cái chữ duy nhất ở trong các cái bài đọc số, không bao giờ có số nhiều. 1.000 là mille, 2.000 đô mille là chúng ta thấy cũng không có S giống như ở bên trên. 200 thì có S, 2.000 thì không có S. 3.000, trois mille là cũng không có S. Và 999.000, đây là con số to nhất, cũng không có S. 999, 900 là nấp so. Sau chữ sau này không có S bởi vì phía sau nó còn một chữ số nữa. 99 là 99, 9 so 99 là 999, ngàn mille cũng không có S. Như vậy chúng ta cần đặc biệt để ý. Tôi xin nhắc lại, khi nói tới con số ngàn thì không có một giống như trong tiếng Việt, giống như trong tiếng Anh. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là mille là một cái tính từ đặc biệt, không bao giờ nó có số nhiều. 1.000, 2.000 cho tới 999.000 thì cái chữ mi là nó vẫn không thay đổi. Bây giờ tới hai con số 1 triệu và 1 tỷ thì nó lại có một cái điều khác biệt. Con số từ 1 cho tới 1.000 nó là tính từ. Riêng con số 1 triệu thì nó là danh từ. Và danh từ thì phải có mạo từ. 1 triệu là a million. 1 tỷ là a milia. Chúng ta thấy 1.000 tiếng Việt Nam thì không có mạo từ. Chúng ta thấy con số 100 cũng không có mạo từ, nhưng mà con số 1 triệu và 1 tỷ thì nó có mạo từ bất định, bởi vì đây nó một cái danh từ. 1 triệu a million. Ví dụ chúng ta nói 1 triệu tấn nước Việt Nam sản xuất xuất khẩu mỗi năm 1 triệu tấn gạo. Thì sau cái chữ 1 triệu này phải có đờ, dĩ nhiên rồi bởi vì đây là một danh từ. Đây là một danh từ nữa, hai danh từ trong tiếng Pháp không thể đứng sát nhau như vậy được. Và người ta phải có chữ đờ, 1 triệu tấn, a million de ton, chẳng hạn như là 1 triệu tấn gạo đi, 1 triệu tấn gạo hàng năm sản xuất, xuất khẩu đi, nước Việt Nam xuất khẩu, tôi nghĩ là còn hơn nữa, nhưng mà chúng ta tạm gọi con số này đi. Như vậy, a million là một danh từ, ton là tấn, cũng là một danh từ, chúng ta phải có chữ đờ bên giữa. 1 tỷ cũng là một danh từ, Amelia de đô la, 1 tỷ đô la. Như vậy Amelia là một danh từ, đô la cũng là một danh từ. Chúng ta không thể để hai cái danh từ đứng sát nhau, phải có the. Ví dụ, có một câu ví dụ như thế này, chúng ta để ý tới cái con số thôi. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 vừa qua, thì cái trang mạng Facebook là cái trang mạng xã hội ấy, đã là cái trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, nó đã có 2 tỷ phẩy 91 tỷ người đăng ký. Như vậy cái con số 2,91 chúng ta đọc làm sao? Domilia, bởi vì milia là một danh từ, do đó domilia phải có S, domilia, rồi 910 triệu 910 million. Con số này là 910 triệu 2 tỷ 910 910. Con số 900 này nó không có S bởi vì đi sau nó còn một chữ số nữa. This million, de milia, 910 million d'abonnés. Cuối năm 2022 vừa qua, tức là cách đây mấy tháng, thì cái mạng xã hội Facebook đã có 2 tỷ 910 triệu người đăng ký. Như vậy chúng ta đã học xong cái chương trình về đọc số, từ số nhỏ nhất là số 0 cho tới cái số to nhất, chúng ta tới cái số tỷ, và cứ tiếp tục chúng ta đi lên như vậy. Và trong đặc biệt trong bài hôm nay, chúng ta cần để ý mấy chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là con số trăm, chúng ta không có số 100 giống như trong Việt, tiếng Việt và tiếng Anh. Và kế tiếp đó, chúng ta cứ thêm những cái đơn vị mà chúng ta cần thêm vào và không có gạch nối. Từ con số 200 đổ đi thì chúng ta thấy 200 hoặc là 300 thì có S, 200 hoặc là 300, 300. Nhưng mà khi đi kèm theo đó còn những cái con chữ số ở phía sau thì cái chữ son này nó mất chữ S đi,
mất ký tự S đi, bởi vì phía sau nó còn một chữ số nữa. Đối với con số 1000 là con số rất đặc biệt, chúng ta cần để ý hai chuyện. Chuyện thứ nhất là không có chữ 1, giống như trong tiếng Việt và tiếng Anh. Và tính từ mi là một tính từ luôn luôn nó không thay đổi, không thể 2, 3, 4 mà chúng ta thêm S, không bao giờ nó thay đổi, tức là không có S. Tới con số 1 triệu và 1 tỷ, thì đây là hai là danh từ. Danh từ thì có mạo từ, 1 triệu là a million, 1 tỷ là a milliard. Và đây là một danh từ, thì khi đi nó một danh từ khác thì chúng ta phải có chữ the. Đó là tất cả những điều mà chúng ta cần biết từ con số 100 cho tới 1 tỷ và to hơn nữa. Và sau đây là phần thực tập đọc số. Chúng ta sẽ có một cái bài riêng để đọc số rất là nhiều. Ở đây chúng ta tạm đọc cái con số để chúng ta áp dụng những cái điều mà chúng ta thấy nó là đặc biệt ở trong cái phần đọc số vừa qua. Chẳng hạn như ngày 14 tháng 7 năm 1789, tức là ngày Quốc khánh Pháp, thì chúng ta đọc 14 là 14. Con số tháng 7 là juillet, 14 juillet. Và con số 1789 chúng ta khai triển ra thì nó như sau: 1000. 1000 là 1000, chúng ta không có chữ 1. 1000 là 700 là 600. Đáng lẽ là phải có S, 700 là con số nhiều, mà phía sau lại còn những cái chữ số khác, do đó 700 không có S. 1000 là 600, 89 là 89. Đây có, chúng ta có cái gạch nối này, 89. Như vậy Quốc khánh Pháp là 14 tháng 7 1789, 14 juillet 1789. Đây là ngày cách mạng Pháp nổ ra. Còn cái ngày quốc khánh là 14 tháng 7 hàng năm, 14 juillet. Còn ngày 14 tháng 7 1789 là ngày nhân dân nổi lên để phá ngục Bastille và mở đầu cho cách mạng Pháp. Con số thứ hai chúng ta thấy có hai chữ số, 1914, 1918 là chiến tranh thế giới thứ nhất. Ở đây chúng ta làm quen thôi, chúng ta chưa có cần đọc. La Première Guerre Mondiale. Guerre là chiến tranh, Mondiale là tính từ, chiến tranh toàn thế giới. Và đây là thứ nhất chúng ta sẽ học ở trong cái bài số thứ tự. Và bây giờ mình đọc hai cái con số này, 1914, 1918, 1000 là 1000, 900 là 900. Phía sau con số 100 này còn chữ số khác, do đó không có S. 1914, 1914, 1918 cũng như vậy. 1918, 18 là phải đọc nối. Và nấp son này không có S, do bởi phía sau nó còn có những cái chữ số nữa. 1939, 1945, đó là chiến tranh thế giới thứ hai, La Seconde Guerre Mondiale. Chúng ta sẽ học chữ Seconde và Première trong bài sau, khi học về tính từ số thứ tự. 1939 là 1939, 1939, 1945, 1945. Như vậy ở đây chúng ta cũng thấy giống như ở bên trên, con số 100 này, con số son này không có S, mặc dù nó là 900, bởi vì đi sau đó còn những cái chữ số nữa, 39 và 45. Và bây giờ chúng ta thực tập một vài ba những con số to hơn. Superficie du Việt Nam. Superficie là diện tích. Diện tích của nước Việt Nam là 331.690 cây số vuông. Cây số vuông là kilometre carré, carré là vuông. Tính diện tích thì người ta tính bằng cây số vuông. Và bây giờ chúng ta đọc, bây giờ 331.000 thì thực sự nó chỉ là 331, 331 là 331, 331 là 331, 31 là 31, 300, ở đây người ta không thêm S, do bởi sau con số 100 này còn những cái chữ số khác. 331. Và bây giờ chúng ta lại đọc 690, thì đây tới đây là có cái chấm, 331.000, 331.000. Và chúng ta đã học cái số ngàn này là không bao giờ nó thay đổi, do đó 331 thì nó vẫn là giữ nguyên như vậy, nó không có thay đổi. Và bây giờ chúng ta đọc tiếp 690, 690, 690. Ở đây đáng lẽ phải có S bởi vì nó là 600, nhưng mà phía sau con số trăm này còn những cái chữ số khác. 331.690
km², diện tích nước Việt Nam là 331.690 cây số vuông, diện tích của nước Pháp là 551.695 cây số vuông, superficie de la France, và chúng ta đọc cái con số này 551.550 TE, 50 TE là 51, 500 không có S bởi vì đi sau nó còn những con số khác, và chúng ta đọc cái dấu chấm này là mil, là ngàn, 551.000, và cũng như giống như bên trên chúng ta đã học, mil là một tính từ không bao giờ thay đổi, mặc dù nó là 551.000, con số nhiều nó cũng không có thay đổi. Và bây giờ chúng ta đọc 695, 695, 95 là 95, 600, 695. Nhưng con số trăm này cũng không có S bởi vì đi sau nó còn những cái chữ số nữa. Diện tích nước Pháp là 552 mil, 695 km². Dân số nước Việt Nam tính vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, trích theo cái nguồn này, thì dân số Việt Nam là 99.592.848 người. 99 triệu 99.000.000, million là một danh từ, do đó chúng ta phải thêm S. Triệu và tỷ là danh từ thì chúng ta phải thêm S. 99 triệu 99.000.000. Tới đây chúng ta có số hàng trăm 592, 592, 92 là 92, thêm với 500, 500, và con số trăm này cũng không có S bởi vì đi sau nó còn những số khác. Và còn 848, 48 là 48, và thêm 800, 848. Ở đây chúng ta cũng có quy tắc là con số trăm thì không có S, do bởi đi sau nó còn những con số đó. Và như chúng ta đã nói ở bên trên, đây là một cái million, là một danh từ, thì đi theo nó phải đi theo một danh từ khác nữa, phải có chữ the. Như vậy là 492.592.848 habitants. Vậy chúng ta vừa mới thực tập những cái điều mà khá đặc biệt ở trong cái phần đọc từ 100 cho tới con số to đó. Và chúng ta sẽ có một bài khác để thực tập nhiều con số khác nữa. Và xin chào tất cả mọi người.